Xin chào quý bà con, hôm nay mời bà con cùng chúng tôi đi bàn giao máy xay sắt gạo 2 chức năng UN640-9FC21. Dòng sắt gạo 2 chức năng này thì sẽ có bao gồm một đầu sắt trắng và một đầu nghiền. Hiện tại chúng tôi đang test sắt từ lúa thành gạo ăn cho bà con. Máy sử dụng điện một pha, hoạt động rất đơn giản. Chỉ việc đổ thẳng lúa vào và trà ra thành gạo, bà con có thể nhìn thấy là gạo ra tỷ lệ bóc sạch 100% và tỷ lệ vỡ thấp, chỉ khoảng tầm 3-5%. Gạo cực kỳ đẹp, không còn tấm chấu hay mày. Máy có năng suất 1 giờ là 100-200 kg, phù hợp cho các hộ gia đình ăn gạo sạch và không bị hóa chất, hoàn toàn tự nhiên. Khi chúng ta đổ nguyên liệu lúa vào thì nó sẽ sát ra cám và chấu sẽ ra chung. Nó nghiền nhỏ, cái này có thể trộn thức ăn cho trâu bò. Còn nếu mà muốn trộn cho heo hay gà vịt thì chúng ta sẽ bỏ lên trên cối nghiền và nghiền lại. Bây giờ chúng tôi sẽ test cối nghiền luôn cho khách hàng và bà con cùng xem. Máy sắt gạo 2 chức năng đầu nghiền, một pha năng suất đạt khoảng chừng 80-100 kg trên giờ. Máy sẽ nghiền chấu và cám ra thành dạng mịn để cho gia súc gia cầm ăn được. Đoạn này chúng tôi sẽ tua nhanh để cho bà con xem được cái kết quả ra cái thành phẩm sau khi nghiền. Đầu nghiền này thì dùng bằng búa chết nha các bạn. Vâng, và bây giờ thì chúng tôi sẽ cho bà con cùng xem thành quả nghiền từ chấu ra cám. Rất là chuẩn, rất là đẹp. Da rất đều và mịn nha. Bà con lưu ý đây là chúng ta nghiền từ chấu ra. Còn nếu mà nghiền từ hạt lúa, hạt bắp ra thì nhìn nó còn siêu mịn nữa. Rồi, với nghiền như thế này là gà vịt ăn thoải mái rồi.